Hello nha mọi người. Thì là hôm nay chúng mình sẽ ăn lợn mọi người ạ. Nhưng mà do Nục không khỏe mấy cho nên là Nục không qua lúc chúng mình đi mua đồ ấy mọi người. Đây là số tiền một bạn rất là tốt bụng đưa cho chúng mình. Thì là rất là cảm ơn bạn nha, vì bạn đã có tấm lòng thương chúng mình. Thì chúng mình mua ăn này này. Đây. Cái nó thấy mỗi xếp quá lịch chỉ tiêu lì mỗi mà cho qua sinh nhật các con thịt gà mọi người, bạn cứ ta thịt chào mọi người đi. Hello chào mọi người nha, nó giống như một con chó nhộn mọi người. Đồ lọc mọi người ăn lẩu của chúng mình nhé, nhìn nó rất là ngon, nó nước trắng.
tôi dùng điều ấy đây tôi hé chợ đồ nhất là được cũng có chợ em quy tị hai con phao qua như này được đoạn hai cái phao nó được thì sẽ tăng nhất chẳng đánh đúng rất tự nhiên giờ nhất chẳng không cần nước mang này anh cũng muốn lắm rồi lắm rồi tự nhỏ hè tại tôi hè tại thành nhất là tôi phải này được qua chợ lục chợ thế không lấy thôi nước mang à các quầy rong lục quá cũng tôi ăn giấy rồi à ăn giấy để thay nhỏ giấy qua tôi mà nhặt ăn giấy không qua sẽ mang bao này mang bao được nhưng kinh tí mời các bạn ăn cùng chúng mình nha. Lau con nó lên. Cho lau một tuần mình sẽ cho miếng thịt cá mọi người xem nha. Thịt cá. Thịt cá. Để cho miếng thịt cá cho mọi người xem. Mời mọi người ăn cùng nuôi nha. Má hình như cho chín thật đấy. Đây. Bạn mình đấy. Miếng lúc nãy nó không cắn. Bây giờ nó ăn miếng này cho mọi người xem luôn nha. Nó tụt cái tay là cái tay bây giờ tụt cái gì? Con thấy tụt cái là cái tay chứ hả? Nó là cái tay. Ốc không? Nó tay tay còn tụt xương này. Ừ. Gì vậy? Wow, bác thì nó mở, có gì nó ngay lậu ấy. Tao thì bác thì nó mở. Ừ. Nó mở bên nhỏ, bác thì phải từ lúc này từ. Sao nó có thể thách ngay mà tụt cả phát. Ồ, nó mở. Chỉ thích cái này thật đấy là chỉ qua chỉ qua nữa. Nam là cả ông chỉ có cái gì đó quay quay quay. Chẳng có tài là cái thằng nội là cái thằng nhỏ. Nghe hết chỉ qua hay là bây giờ hết rồi đây. Hay cái gì đó hay cho cái luôn luôn vậy. Cái con qua nữa. Kiểu gì mới cho mặt tội. Ta. Đây là thịt cá mọi người, nó không thích lắm nhưng mà nó vẫn ăn. Ta. Tôi đã không thích không ăn. Tổng có một hả? Để cái nồi lậu kinh chưa bạn này. Con Ly là hay có cái thói ăn cho im lặng. Con này hào quá. Ai chỉ có một con mình nhỏ. Em sẽ đi xin lòng hỏi. Cho anh một lúc. Hai bà vô. Con chạy gọi nha. Chú có nói chân xem một nhóm tính kìa. Một tí dưới hồi đó chẳng miệng bao giờ. Mẹ thật thân lắm. Chúng tôi được tóc sao được ạ? Tóc vào tóc, bây giờ tống cảnh quá. Đúng không? Thế thì tóc vào 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 tóc. Thật sự nó cũng chẳng biết nói gì. Chị có thể gửi lời cảm ơn tới chị nè. Chúc cho chị luôn thành công, vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Đây nè, con gà cái mũ. Thật sự Nu rất là thích luôn á. Còn bây giờ thì clip của Nu xin kết lại tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi Nu nha.